tin trật tự an toàn giao thông, va chạm với một xe máy đi cùng chiều trên đường, một thanh niên điều khiển xe máy té ngã, đúng lúc một chiếc xe tải chờ tới, nạn nhân thoát chết trong gang tấc. Tai nạn xảy ra sáng nay trên địa phận ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa. Vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay 19 tháng 8, một nam thanh niên điều khiển xe máy biển kiểm soát 68M131207 lưu thông trên tuyến quốc lộ 1 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Khi đến địa phận ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa thì va chạm với xe máy biển kiểm soát 62H47714 do Lê Đô Na, ngụ xã Lợi Bình Nhân, thành phố Tân An điều khiển. Cú va chạm làm cả xe và người ngã ra đường. Ngay lúc này, xe ô tô tải biển kiểm soát 61C39838 do Thạch Hoàng Sơn, tạm trú phường 4, thành phố Tân An điều khiển chờ tới. Cuốn hai xe máy và nam thanh niên vào gầm xe, trượt một đoạn dài khoảng 20m mới dừng lại. Rất may mắn, nam thanh niên bị chấn thương ở tay và chân, được người dân đưa đi cấp cứu. Còn người bị va chạm còn lại là Lê Đô Na bị văng ra xa và bị sơ sát nhẹ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng công an xã Bình Thạnh đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Long An điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.